thư mời tham dự khóa tu học mùa đông 2018. Kính thưa chư liệt vị, để hồi phục mọi năng lượng đã bị hao tổn, giải tỏa những trầm cảm, căng thẳng, phiền não, nghiệp chướng, nhằm tăng trưởng thiện căn và mang lại một cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức khóa tu học mùa đông 3 ngày, bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 11 đến ngày Chủ nhật 25 tháng 11 năm 2018 tại Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel. Chương trình tu học đa dạng, rất bổ ích. Hướng dẫn khóa tu là những vị giáo thọ uyên thâm Phật Pháp và có nhiều kinh nghiệm hành trì. Để có được sự lợi ích cho bản thân và gia đình, chúng tôi kính mời quý liệt vị dành thời giờ đến tham dự khóa tu học mùa đông. Mọi chi tiết xin liên lạc về Chùa Diệu Pháp, 311 East Mission Road, San Gabriel, Cali 91776, điện thoại 626-614-0566, 626-614-0566. Trân trọng kính mời.